Xin chào các bạn. Hôm trước chúng ta đã học bài văn thiên từ từ câu 1 cho đến câu 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục học từ câu 4 cho đến câu 6. Câu 4 bắt đầu: Liêu tồn xế xế sáng sư sệ, liêu sư sệ sáng sư sáng sáng liêu. Môn một nhịp. Xế sáng sư liêu. Đời. Cái này là gọi là cái dầu. Tiếp: Liêu liêu tồn xế sáng sư sàng, sàng công xê xê, xế sáng sư hò, tồn liêu công xê hò, xế sáng sư sàng. Rồi. Câu 5: Sang 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 tồn xê xê sang, sang xê 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 hò liêu quán xê hò xê sang sư sang, sang sư xê sang sang sư sang. Đời. Tiếp: Sang 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 liêu quang xê liêu quang liêu 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 xê sư xê quang liêu 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 tổng sang xê xê liêu quang xê sang sang sư sàng. Đời. Câu 6: Sàng 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 liêu công xê sàng, sàng xê 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 hò liêu quán xê hò xê sàng sư sàng, sàng sư xê sàng sàng sư sàng. Rồi. Tiếp:
sang hò sang xê xê liêu quang xê sang sang sư sàng 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 liêu cầm xê sang liêu quang xê hò xê sang sư sang đây. Tới đây là hết câu 6. Bây giờ chúng ta dừng lại từ câu 1 cho đến câu 15. Thank you.
Thank you.
đây là hết lớp 1 của Vệ Danh Thiên Tường. Các bạn chú ý, khi đời hết câu 6 muốn qua lớp dựng, tức là câu 7 đó, thì chúng ta phải chầu 2 nhịp sang và mua 1 nhịp rồi mới vô câu 7. Chương trình đến đây kết thúc. Xin trân trọng kính chào các bạn.